Xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở Bến Lức. Thì cái đường các bác vừa nhìn thấy ấy, đó là chính là cái đường quốc lộ 1A đấy. Thì cái chỗ tôi đang đứng ấy, đó là chính là nó ở ngay trung tâm thị trấn Bến Lức luôn. Và tôi vừa chạy qua khỏi các cái khu công nghiệp, đó là khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 này, khu công nghiệp Phúc Long, rồi một cái số khu công nghiệp nhỏ nhỏ khác nữa. Thì nó cái khu này là nó nằm ở gần cái, mấy cái khu đó cách tầm khoảng 3-4 cây gì đó, nó cũng không xa lắm. Thì trên thủ đang ở khu vực này nha, thì tôi quay cho các bác một cái dự án khu dân cư trung tâm thị trấn Bến Lức. Và cái khu dân cư này nó khá lớn các bác ạ. Đây thì bây giờ chúng ta đi tham quan khu này xíu nhá. Thì khu này các bác có thể nhìn thấy trên bản đồ ấy là nó khá lớn đấy. Và được làm cũng khá đàng hoàng, khá đẹp. Được quy hoạch, nói chung là tôi thấy rằng là đầy đủ mọi thứ đấy. Có cả sân thể thao, sân bóng đá này này. Ở bên trong cái khu dân cư thị trấn Bến Lức này ấy, thì như cũng còn một số cái dự án khác nữa, chứ không chỉ là một cái khu dân cư ấy đâu, không chỉ là một cái khu dân cư bình thường đâu. Nói chung là khu này thấy đường xá nó khá là thông thoáng các bác ạ. Cây trồng, rồi là các cái khu thương mại. Có cái thằng Hưng Gia Garden City gì này. Không biết cái dự án Hưng Gia Garden City này nó triển khai đến đâu rồi. Nhưng mà trước mắt thì chưa thấy cái gì hết các bác ơi. Nó chỉ mới treo bảng vậy thôi. Nói chung là đất ở dưới những cái khu này ấy thì một thời thì nó cũng nổi đình nổi đám đấy. Nhưng mà nổi đình nổi đám là do mấy cái tay môi giới ấy, nó làm quá lên. Chứ thực chất mấy cái khu này thì chỉ có dân trong tỉnh nó mới ở thôi. Chứ còn dân ở Sài Gòn ấy mà chạy về đây ở thì không có đâu. Nếu mà từ trên quận 1 mà các bác chạy về được ở dưới này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 cây. 30 cây nha, chứ không phải là gần đâu. Ở dưới những cái khu này nếu mà các bác đầu tư thì các bác phải đầu tư một cái lô lớn thì tỷ suất lợi nhuận nó mới cao. Chứ còn nếu các bác đầu tư 1-2 lô đất nhỏ nhỏ ấy thì rất là thấp, vì giá đất là nó tăng theo kiểu vài trăm ngàn đến khoảng 1-2 triệu là cao nhất rồi đấy. Chứ còn nếu mà các bác mà hy vọng rằng là nó được tăng đến tận mười mấy triệu như trên Sài Gòn đấy thì không có đâu nha. Cho nên muốn lời thì phải đầu tư lớn. Mà đầu tư lớn này mà nó mà không bán được cái chỗ này là các bác cũng đuối đấy. Đây có cái nhà này các bác, nhà biệt thự to rồi nha. Khu này là xây tự do nha các bác. Đất ở dưới khu này thì nếu mà tôi định giá thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 triệu một mét. Tôi định giá nhá, theo, có nghĩa là theo kinh nghiệm của tôi đi tất cả các vùng đất rồi. Thì tôi cảm nhận đất ở đây thì nó chỉ tầm khoảng 3 triệu một mét đến khoảng 4 triệu thôi. Chứ còn nếu không thể cao được. Còn giá thị trường nó như thế nào thì tôi không rõ. Đấy, nhưng mà đúng giá thì khoảng 3 triệu. Ở đây thì cái mật độ người ta xây ấy thì nó cũng mới khoảng tầm khoảng chưa đến 10% đâu. Ủa mà ở đây nó xây cái kiểu gì đấy? Coi này, xây mấy cái gờ như thế này không hay lắm, nó xây vừa vừa thôi, xây dài quá thì nó tạo ra cái cảm giác là nó khó chịu các bác.
này xây cũng khá khá rồi đấy chứ. Nhà cửa xây cũng đẹp đấy, gọn gàng sạch sẽ. Đây chắc là cái trục đường chính này. Nhìn thấy cây cối quá đẹp xinh tươi nhỉ. Dưới này còn rồi này. Dưới này khu khác rồi. Chắc phải tầm 4 tỷ đấy, 3-4 tỷ đấy. Nhà phố này phải 3-4 tỷ. Đây có cái trường học thì phải. Có phải không ta? Trung tâm khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. Đây có cái công viên các bác này. Phải công viên không? Hình như là thế. Xây nó buồn cười nhỉ. Ở đây xem mấy cái gờ hơi bị khó chịu luôn ạ. Đất đây còn nhiều. Nhưng nói chung là đất ở dưới bên lức ấy thì nó màu mỡ các bác ạ. Cho nên trồng cây nó thấy nó vẫn rất là xanh tươi. Không khí dưới này thì tôi đánh giá rằng là rất là trong lành. Nói chung là ở đường đấy good. Nhưng mà chỉ cần cho bác nào mà làm ở mấy cái khu công nghiệp ấy, rồi các bác nào làm ở quen quen khu Bến Lức này này, thì các bác ở ngon. Chứ còn ở trên thành phố mà ở khu này thì không được đâu. Chỉ có đi đầu tư thôi. Đầu tư đất khu này thôi. Bên này còn cái khu gì nữa này, tôi chắc khỏi qua ấy. Thấy đường xá nó bẩn quá. Đây có thằng, đây này cái quy hoạch của thằng Hưng Gia Garden City này. Nhưng mà chưa thấy triển khai cái gì cả. Thôi đi ra các bác nhá. Tôi chỉ quay như thế cho các bác thôi. Chứ cái khu này thì cũng không có cái gì đặc biệt hết. Nếu mà các bác thích thì các bác có thể ghé về khu này một xíu nhá. Các bác nào mà nhà ở Long An ấy, hoặc là các bác nào ở khu vực gần gần thị trấn Bến Lức ấy, các bác muốn ở một cái nơi mà nó giá đất được. Đây là cái công viên, là cái hồ nước này, có hồ nước. Các bác ở một cái nơi mà nói chung là giá đất được, nói chung muốn có cái nơi để mà ở, có nhà có cửa ấy thì khu này khá ổn đấy, gọi là ổn thôi. Chứ còn để mà ở thì vẫn là cái câu chuyện dài lắm. Ngày xưa cái khu này là cách chắc nếu mà cách đây tầm khoảng 2-3 tháng các bác ạ, thì nếu các bác về đây nhá thì thấy cây cối rất đẹp. Nhưng bây giờ ấy thì người ta vừa đốn hết rồi để cho cây nó lên lại cái xanh tươi hơn. Chứ còn nếu mà về đây khoảng tầm 2-3 tháng trước ấy thì sẽ thấy cây cối này nó mọc ra rất đẹp. Rồi bây giờ chúng tôi tìm đường ra thôi. Hưng Gia Garden City. Ok. Rồi đi đám về đường nào đây? Chắc là tới đường này.
rồi các bác ơi, đi ngược lại. Đi ngược lại rồi. Đây này, tới cái đường này này. Theo thông tin mà tôi tìm hiểu được ấy thì hình như người ta đang xây một cái siêu thị Big C ở trong khu vực này các bác ạ. Đó, Big C Bến Lức. Nhưng mà lúc nào mà xây xong thì chưa rõ, nhưng mà trong khu này hình như là có quy hoạch xây siêu thị Big C. Tôi đi ra các bác nhá. Big C ở khu vực này chắc là để người ta mua thì khó đấy, vì dân ở đâu có người ở đâu mà xây Big C đúng không? Rồi ra rồi. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều.